Hello anh em nha. Khuya giờ là 5 giờ sáng anh chị nha. Cho về em xe i10 2015. Dòng này thì nó nhập Ấn Độ, máy 1.0, siêu tiết kiệm 100 cây 5 lít. Máy số gầm sơn si đẹp anh chị nha. Xe ngay chủ mình mua ngay chủ cầu quẹt luôn ha. Ông anh mình chạy qua ông đưa cho mình giùm nè. Đưa cho xe nè, xe này có 300 hơn tí xíu, 2018 luôn. Anh em lấy gì bán giùm ảnh luôn. Ông anh ruột mình dễ thương. Nhưng mà mình không dễ thương mà ổng. Để cho anh em mình xe này nhiêu ta? 168 triệu. Mua rẻ bán rẻ anh chị nha. Rất là đẹp anh chị nha. Ghế tút lụt tút lụt rất là đẹp. Mình ơi, mình cho nhân viên mình đánh đèn anh chị nha. Đánh đèn với sơn lại bên hông máy một tí xíu à. Đăng kiểm tới tháng 4 2024. Xe nhập anh chị nha. Vừa mua đề lên cho anh em mình xem liền. Xe chắc green lắm anh chị nha. Dòng này tất nhiên sẽ có taxi và dịch vụ nhưng giá rẻ. Được cái chạy nó bền anh chị nha. 169 triệu. Anh em quan tâm liên hệ cho em nha. Cảm ơn anh em mình nhiều.